Và như vừa rồi anh nói rồi, đầu tiên các bạn cầm hết vào đàn và đặt một điểm tựa ở sau gáy. Được chưa? Lúc đấy bốn ngón tay còn lại bốn ngón tay bắt đầu đặt lên phím đàn. Thử bấm một hợp âm bất kỳ mà các bạn đã từng biết. Đấy, như la vi bấm hợp âm đô trưởng, đúng rồi. Và khi bấm này, bây giờ nhé, các bạn giữ nguyên tư thế đấy, thả lỏng ra cho đỡ mỏi cũng được. Và khi nhìn này, khi chúng ta đã có một điểm tựa rồi đúng không? Thì các ngón tay chúng ta phải cong lên như một con tôm, cong lên như thế này. Và cái điểm tiếp xúc vào dây đàn ấy, nó nằm ở đây này các em này, ở đầu mỏm các ngón tay này này, được chưa? Ở đầu mỏm các ngón tay này này, đầu mỏm ấy nhá, chứ không phải là chúng ta tiếp xúc ở đây, ở phần thịt này, mà phải đúng ở đây.